ពេជ្រសម្បត្តិសរសើរកីឡាករជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់របស់ថៃដែលហ៊ានវាយបដូររហូតអុកខ្យល់និងសន្លប់ធំភ្នំពេញកីឡាករជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាពេជ្រសម្បត្តិបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រយ៉ាងច្រើនលើសលប់នៅភូមិទួលដំណាក់ឃុំចុងដងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំមានការភ្លឺជាមួយការជំនះចូលវាយលោកយ៉ាងអំណត់របស់គេរហូតធ្វើឲ្យកីឡាករជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ របស់ថៃងឿនឌូប៊ុនឡេកធីឌីអ៊ីឌីកៅសិបប្រាំបួនអុកចលនិងឌួលផ្ងាជើងសន្លប់ធំតែម្ដងចំណែកមិត្តរួមក្លឹបរបស់គេធុនផនិតក៏បានយកឈ្នះថៃផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គ្រុឌគុនខ្មែររបស់សៃវៀនប្រដាល់តតកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សៅមិញនេះពេជ្រសម្បត្តិបានបង្ហាញក្តីកង្វល់ច្រើនដោយខ្លាចកីឡាករងឿនឌូប៊ុនឡេកប្រកាន់យកការវាយតាមបែបរត់គេចនិងថយទាត់កាត់ដោយពេលកីឡាករថៃម្នាក់នេះយក
ngươn đu bồn lệ vinh thả vật chỉ bàn bắt đầu ế rìa mất ca bà cút bì ca thoi vay mộc chỉ ca vay bắt đầu giang sản phán rồi hốt đua sân lọc nực nông tức tị bày bích xâm bát bàn đi dây thả cà rôi ca bà cút khi nhóm trọc bàn kê là có ngươn đu bồn lệ tốt cho tròn đại nâng miên tùng ngôn thuần tiết hai cốt chia kê là có sốt nâng su khăn để ai chặt tục thá chia đại cụ đo sốt xoan cầm rõ bàn chụp mà nẹ cả chụp kê là có bài bình ách nâng chui ao dương căn tài miên sân tu ca côn trọc khăn trong này xa mặt đập hiệp rõ bò dương có căn tài rít trong ràn tờ mốc tiền đại tam ra dạ ca bà cốt chia sát đánh ca bà dục thay tì bà buôn khai mì nia chân nằm bì bôn mà phải buôn nơi lờ tức đầy khát cầm bông thông nốt kê là có ngươn đu bình lệch bàn rẽ xa chụp hoa khăn ông ca tốt sát tờ lờ bịch xâm bắt thôn thôn phần tái xâm bắt mận bàn áo bơ chồng bố tùng ngôn vi nì tế đòi rụp kế bàn rùl châu đàm bay vi cần đạp đáy tờ lờ kê là có đáy mà nẹ ní giang ấm nót bầm phọt chiên cho tức tì pi nẹ tiếng pi ní bàn vi bà đô khne căn tài khăn ngươn đu bồn lệch bàn phí diêm vai tọp tọ đòi cần đạp đáy cái nâng bốc chung cung bì ca cho vi sân thúc rộng bọc bích sầm bàn bôn tay cần đạp đáy vi sọc tờ lờ tây mốc rộ bò sầm bát bàn phơ oi mà chắc sai cờ vật rộ bò thay mà nẹ ní miền ca thôn thoi cầm làng khăn hỏi bẹ cần đạt tật tỷ bấy ngươn đu bồn lệ bàn kiêng cọng ca vi sầm rốc đòi cần đạp đáy nâng ca bốc cây như rộng bọt sầm bát nôm ai lộc ở nhà cần đá chạm rộp chỉ lực tỷ mùi bần tốt bì ca rộp ni hỏi bây sầm bát bàn stu cho ta mắt tây mốc nâng tu hỏi bần thêm đòi ca bốc cây tùm tùm rồi hôn phơ ái ngươn đu bồn lệ ọc cho ngược mục lệnh ruột nâng bàn đu nga chương sân lập thông đòi miền chiêm cho chanh bì tây mốc hòng đài hỏi sạc cảm ập hiệp ni bàn phơ ái nhạc gồm trò tiền nơ sài viên phát tùa nâng tốt sân tạm cạp sài phát tùa bất chí miên ca phát nhập áo nâng xó xao bì xa mặt đập hiệp nâng tất chất bà cút đò ong ách rộng bọc bích xa mát đà miên phiếp thôn xuất nâng rừng môn bọc phọt chung vinh sạc cảm ập hiệp cho vi xa mập tờ lơ kê là có thai giang khlang khlan ni phong đáy bích xa mát bàn bình chạy thá dương trời tài tam đánh vay bạp ni bồ ni chia ca bà cút bày tật hạc nhóm có mình nực xa màn thá cột hiên cho vay bắt đầu chỉ mùi nhóm bạp nâng đài cứ khóc bì bê bà cút chỉ mùi nâng rinh đầy viết đã cột bàn thoi vay nâng thoi tốt cắt phía tròn miền này thá cột bàn thơ đôi ở vay đã cột bàn nị dây môn ca bà cút cứ mình thoi rư ruột kích tiệt tì trong này kê là có thôn phản ất cột phơ bàn lọ đá xâm rạp ca bà cút chỉ mùi nâng sơ rùm club rộng bò ngươn đu bình lây cứ kê là có rác chác sắc TDED 99 đòi nhẹ tiếng pi ní bàn bà cút khía pram tật tinh giang sạch phán bần tay tam rìa ca bà cút khía xa rộp đập pram nhẹ tì ní phản nất vi chom cổ đại bàn tròn chiếng chia bì xe ca cho chậm bốc chung cung nâng tốt chia bà giáo chỉ hẹt nôm ai rụp kê tự tù bàn chây chùm nhé đòi tuần tụ